Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Giáo dục và Đào tạo của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trải qua một thời gian nỗ lực học hỏi, nghiên cứu và cống hiến cho sự nghiệp trong người, được vinh danh nhà giáo ưu tú là một niềm tự hào của những người làm nghề giáo. Gương một nhà giáo sẽ được chúng tôi giới thiệu trong chuyên mục hôm nay ở trường Trung học phổ thông thị xã Quảng Trị. Mở đầu là những thông tin hoạt động bên lĩnh vực giáo dục. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 7, huyện Hướng Hóa đã tổ chức lễ tổng kết giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam lần thứ 12 năm 2020. Tham gia cuộc thi lần này có 294 tác phẩm đến từ 59 trên 59 trường học trên địa bàn huyện. Trong đó, bậc mầm non 123 tác phẩm, bậc tiểu học 77 tác phẩm và bậc trung học cơ sở 94 tác phẩm. Nhìn chung, các tác phẩm thi đạt chất lượng tương đối tốt. Chủ đề các thí sinh lựa chọn chủ yếu về chủ quyền biển đảo, ngư dân bám biển, Bác Hồ kính yêu, lễ hội, giao thông, trò chơi dân gian, môi trường, du lịch, tuyên truyền phòng tránh COVID-19. Cách nhìn nhận sự việc, những vấn đề diễn ra hàng ngày được các em thể hiện trong từng nét vẽ phong phú, có những ý tưởng chân thực, bộc lộ tính chất ngây thơ, trong sáng, trong đó có sự cảm nhận về màu sắc, sự khái quát về hình, mang tính ước lệ, sinh động. Qua đó, phản ánh sống động về mảnh đất, con người quê hương các em đang sinh sống nói riêng và nước Việt Nam tươi đẹp nói chung. Kết quả có 111 tác phẩm dự thi đạt giải, trong đó bậc mầm non có 43 tác phẩm đạt giải, gồm 5 giải A, 8 giải B, 10 giải C và 20 giải khuyến khích. Bậc tiểu học có 30 tác phẩm đạt giải, gồm 5 giải A, 7 giải B, 8 giải C và 10 giải khuyến khích. Bậc trung học cơ sở có 38 tác phẩm đạt giải, gồm 7 giải A, 9 giải B, 10 giải C và 12 giải khuyến khích. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Nam trân trọng sự đóng góp quan trọng của ngành giáo dục và đào tạo đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời chúc mừng những thành tích đạt được của ngành giáo dục và đào tạo trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, biểu dương và chúc mừng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh. Với sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích đạt được, toàn ngành đã đón nhận nhiều phần thưởng cao quý. 13 đơn vị và 6 cá nhân được tặng thưởng huân chương lao động, 6 nhà giáo được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, 15 đơn vị được tặng cờ thi đua của chính phủ, 10 tập thể và 36 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 97 tập thể được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua, hàng trăm tập thể và cá nhân được tặng kỷ niệm chương, bằng khen của các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đặc biệt trong hội nghị đã có 27 tập thể và 88 cá nhân được bầu chọn tuyên dương là điển hình tiên tiến ngành giáo dục đào tạo giai đoạn 2015-2020. Thưa quý vị và các bạn, mỗi một nhà giáo có những cách làm khác nhau, thể hiện lòng yêu nghề, tấm lòng nhiệt huyết trong việc truyền đạt kiến thức cho các thế hệ tương lai. Và đối với cô Võ Thị Ly Hương, giáo viên dạy bộ môn ngữ văn, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thị xã Quảng Trị, tình yêu nghề và niềm vui của cô chính là không ngừng say mê tìm tòi, đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Sau 26 năm gắn bó, cô giáo Ly Hương được vinh dự chọn là một trong ba gương mặt tiêu biểu đạt danh hiệu nhà giáo ưu tú trong năm 2020. Trong một buổi học cuối của lớp 12 trường Trung học phổ thông thị xã Quảng Trị, lớp học mà cô đã gắn bó thật nhiều kỷ niệm, giờ chia tay cô giáo, không còn những kiến thức như thường ngày. Cô Ly Hương nói với các em về những dự định trong thời gian tới. Ở đó, mỗi em sẽ chọn cho mình một con đường đi riêng. Nhưng tất cả là tấm lòng của cô giáo muốn các em sẽ có một tương lai thật đẹp, mang những bài học, những kiến thức được học dưới mái trường thân yêu này làm hành trang cho mình trong cuộc đời. Những bạn học sinh ngồi đây sẽ không thể quên mỗi giờ văn của cô Võ Thị Ly Hương đã từng dạy ở mỗi tiết học. Cô luôn tự tìm tòi sáng tạo ra cách dạy mới để mang lại một niềm say mê hưởng thụ học tập từ các em học sinh. Bằng những trò chơi, những bài hát, những câu chuyện thú vị để các em được trực tiếp trải nghiệm,
hòa thân vào những nhân vật trong các tác phẩm văn học, giúp các em có thêm niềm hứng thú với môn học này. Và với cô bạn Phạm Thị Thùy Trang, gương mặt vừa đạt giải ba môn văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thì lại có nhiều kỷ niệm với cô giáo, bởi chính cô đã truyền cho em những cảm xúc thật đẹp để đến với văn học. Thật sự là em học văn không chưa được tốt như bây giờ, và em nghĩ rằng là đấy là một niềm vinh dự rất lớn với cuộc đời của em, và đấy là điều mà em không bao giờ quên. Và em chỉ có một lời cố gắng học tập thật tốt để cảm ơn cô rất nhiều, và cô thật sự là đó là một ngày đặc biệt cho cuộc đời của em. Gặp cô giáo trong ngôi nhà nhỏ ở thị xã, cô chia sẻ, sinh ra và lớn lên, học tập tại quê hương Quảng Nam, nhưng rồi theo chồng về với mảnh đất Quảng Trị. 16 năm gắn bó với trường Trung học Phổ thông Triều Phong, và năm 2012 cô được chuyển về trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, thị xã Quảng Trị. 26 năm trong nghề dạy học, cô Võ Thị Ly Hương đã luôn coi Quảng Trị là quê hương thứ hai để cô gửi gắm tình yêu nghề, vun đắp dìu dắt cho biết bao thế hệ học sinh ngọn lửa tri thức. Trong 5 năm qua, năm nào cũng có sáng kiến cấp tỉnh và tiêu biểu, giải pháp, dạy học tiết tổng kết chủ đề thơ, truyền trong chương trình trung học phổ thông theo hướng trải nghiệm, là giải pháp mới nhất mà cô Hương đã tâm huyết xây dựng. Đạt giải ba sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ 8 năm 2019 và đã được ngành giáo dục Quảng Trị lựa chọn nhân rộng toàn tỉnh. Trước đó, cô đã từng đạt giải ba cấp quốc gia với phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp. Và năm nay thì cô đã hướng dẫn cho hai học sinh của trường là Nguyễn Thị Vân Anh và Nguyễn Thành Công thực hiện đề tài học sinh trung học phổ thông Nguyễn Huệ với việc giữ gìn về phát huy nét đẹp văn hóa hát ru và đạt giải nhì trong cuộc thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh. Đó là ba trong rất nhiều những sáng tạo đổi mới phương pháp dạy học của cô giáo Võ Thị Ly Hương. Em cảm thấy rất là vui và rất hạnh phúc và rất cảm ơn cô vì đã cho em được góp sức vào đề tài này. Truyền cảm hứng khơi gợi cho em niềm hạnh phúc từ tình sâu trong tâm hồn của em. Sau khi trả thì em cảm thấy rất là vui. Và lời muốn nói là em muốn cảm ơn cô giáo đã, ở đây là cô giáo Võ Thị Hương đã giúp đỡ bọn em rất là nhiều trong cái đề tài lần này. Em lúc đầu thì cũng không có quan tâm nhiều đến hát ru, nhưng mà sau khi cùng cô và bạn Vân Anh cùng tìm hiểu về hát ru thì em đã cảm thấy rất là thích về hát ru. Thực ra khi mới bước vào nghề đến nay thì nói chung bản thân cũng không nghĩ rằng là mình hôm nay được nhà trường chọn xét danh hiệu nhà giáo ưu tú, cũng giống như là sở chọn mình rồi lại đề nghị ra bộ. Như vậy mình cũng không nghĩ rằng mình được cái danh hiệu như thế này, và cứ mỗi năm vào nghề là mình cứ phấn đấu để rồi là cố gắng hoàn thành tất cả những cái nhiệm vụ của mình ở trong năm một cách là xuất sắc nhất, bằng cái tài năng của chính mình, bằng cái gì, những cái gì mà mình có được, bằng cái lương tâm trách nhiệm với nghề, bằng tất cả mọi cái niềm đam mê của chính bản thân. Chứ còn cũng không nghĩ rằng hôm nay mình được cái danh hiệu như thế này. Đó, phải nói là như thế. Nói chung là cứ làm và làm, rồi là làm hết mình. Mình quan niệm là cái gì mình công việc, trong công việc là bao giờ mình cũng làm hết mình. Rồi kết quả sẽ mỉm cười, vậy thôi. Công tác ở đơn vị nào, trên cương vị nào, cô Ly Hương luôn là một giáo viên mẫu mực, không ngừng trau dồi kiến thức, tìm tòi cách dạy mới sáng tạo để truyền lại những kiến thức bổ ích nhất đến các em học sinh. Bằng tấm lòng nhiệt huyết và những thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học, cô Hương nhiều lần nhận được giấy khen, bằng khen của ngành giáo dục Quảng Trị, Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng lao động sáng tạo của Ban Chấp hành Trung ương Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Vinh dự và tự hào hơn khi cô giáo Ly Hương là một trong ba gương mặt tiêu biểu của tỉnh được nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú của tỉnh trong năm 2020 và trở thành một trong hai gương điển hình tiên tiến trong toàn ngành giáo dục tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc năm nay. Nói rằng cô là một giáo viên có năng lực chuyên môn rất là vững vàng, rất là tốt. Cô rất đam mê các công tác như là nghiên cứu khoa học kỹ thuật, công tác bồi dưỡng sinh giỏi, và thực tế nhiều năm qua thì đã đạt được những thành tích rất đáng tự hào, và cô đã góp phần làm cho cái thành tích của nhà trường này đã có những giải thưởng rất cao về công tác bồi dưỡng sinh giỏi. Hàng năm nào cũng có giải cả. Bằng tình yêu và chữ tâm với nghề, đó là động lực
là sự khởi đầu cho những sáng tạo mới trong công việc. Dù ở bộ môn nào, khi có niềm đam mê để cùng chia sẻ chính những kiến thức mà mình có, tự học, tự nghiên cứu tìm tòi để đáp ứng được nhu cầu dạy và học. Hơn hết là sự chân thành từ trái tim nhiệt huyết, yêu nghề của cô Võ Thị Ly Hương. Có lẽ động lực để cô giáo luôn say mê, tìm tòi sáng tạo những phương pháp giảng dạy mới, chính là được trao đi ngọn lửa tri thức và chứng kiến niềm say mê học tập, giúp các em học được cái chân, thiền, mỹ trong cuộc sống. Để từ đó, các em trưởng thành hơn, vững tin hơn để bước tiếp ở tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục giáo dục đào tạo kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.